buổi sáng này ngồi đây hiện giờ là buổi cuối cùng của kỳ này. Ngày mai giáo hội là 5 giờ sáng là ra phi trường rồi. Cho nên giờ làm cái clip sáng giờ trước khi mấy con tới thì nó vu vơ nhiều thứ vui lắm. Lúc chưa bỏ upload lên cái này bên lời thì bữa giờ kênh cái hữu chưa có upload gì hết, hữu để cho mấy nhưng mà số lượng của mấy con là ít. Bữa giờ hữu lên một cái là khách nằm là có những người nhà quê người ta chỉ biết có kênh đó thôi, ta không biết kênh của con, nhưng cái này lên là hết. Để sư phụ giới thiệu những con cho người ta follow con, nhắc với ba này. Nếu mà sư phụ làm vậy á, người ta nghĩ là sư phụ đi phòng một. Ngày xưa nhà Phương với phụ cũng không có làm gì chứ, tự động á. Còn sư phụ mà lấy của con mà làm á, người ta nghĩ ông này chắc đi quảng cáo về ông á ha. À, chưa nói mấy người này là sư phụ giống như trả tiền hay làm riêng, cũng không có như vậy. Cả Thiên Vân con hỏi á, cũng không có chó gì, thích làm với con. Chưa con muốn cúng hết cái tài sản con, hết sắc phàm của con cho sư cô Hưng Nhũ được thì giờ cúng cho tà được. Bây giờ con có sám hối con làm gì để bù lại. Chứ con có con đã rao truyền những cái thứ không đúng để mà hư đóng thích Phật tử cà gù cà gật thì con đại trọng tội. Bây giờ con cứ chuộc tội. Nhưng mà nếu mà mình cúng hết như vậy, lỡ cúng cho tà như Thiên Vân nói thì bây giờ mình lấy lại đó. Lấy lại bằng cách con phải làm gì lại. Bây giờ giống như con cuộc cộng dây cộng dây giống như dây vậy á, con quấn nhiều á thì tự động con xả lại. Nó làm sao mà. Con cột thì tự con gỡ từ mắt đi con. Nguy hiểm quá sư phụ. Khó lắm á, không phải dễ. Bây giờ dạy mấy con á, ngày nào mà gặp con hữu rồi, gặp họ tiên rồi để mấy con đã ngưng hết cái nghiệp rồi. Tệ nhất và mấy con có quyền lợi rồi đó, là không có tạo nghiệp rồi đó. Còn cái chuyện mà mấy con vui vẻ và tu tập không bị trượt, không bị dụ mà không bị tốn tiền nữa thì phần đó sư phụ không có tính lại nè. Nhưng trước tiên gặp sư phụ là không có đứa nào mà tiếp tục tạo nghiệp nữa là đã là lời rồi. Tại vì mỗi một ngày á, hiện giờ luôn nè, mỗi buổi sáng á, một đống Phật tử cà gù cà gật, một đống con chiên, một đống nhà thiện nguyện chạy lăng xăng làm việc này việc kia cho ông này bà nọ. Họ cứ nghĩ là họ lập công đức á, nhưng mà họ nghĩ họ lập không vậy. Họ giác về mỗi ngày á, một đống vui. Trời ơi, tôi giác đống nghiệp hãy chất trong nhà mà ngày nào cũng chất như cái núi gì đó mà họ đâu có biết. Họ có nghĩa là đi giác về ăn đống phước. Thế giới này nhiều cái buồn cười lắm. Con mà ở cái tần số của sư phụ mình nhìn thấy á, trời nhiều lúc cười mà cười ra nước mắt, cười mà thương tội, không biết làm sao để mà cứu nổi. Lặn hụp ở dưới cái dòng sanh tử, cái cõi ta bà mà nước dơ đục mà cứ nghĩ là nước áo nước sen vàng. Y như là mấy con gà mấy con vịt cứ ăn bẩn ăn vơ ăn con này con kia ở ngoài đồng ngoài ruộng mà cứ nghĩ là ta đây là ăn thịnh soạn chúng sanh đó. Thế cái ông này ông cắt cỏ hay quá ta, hữu tính lội qua cắt giùm mới hữu tính. Không thì lội qua cái sông này cắt cỏ giùm cho ổng. Không ông cầm hai cái để trên bàn ngồi xuống đọc. Có hai cục đó nó mới vô tiếng. Cái nào lội qua có ông già ổng cắt cỏ nè, ngày nào ông cũng cắt. Ổng như ổng hớt tóc đầu chọc vậy đó, hỡi lên chút xíu là ổng phải cạo phải không đó. Về đây, ta cắt cỏ thì ông từng lần. Ngày hôm qua cũng cắt, hôm kia cũng cắt. Rồi để ý, không có miếng cỏ mà cũng cắt. Cái đó là gọi bệnh tâm lý không biết không. Do something. Nhưng mà cũng là tốt chứ không phải ý mình nói gì. Thay vì á, ông lái xe ông cắt cỏ. Cái ông mà quen được cái sư phụ họ thiền, cái là ông ngồi thiền cái có phải là lên thiên đàng à. Ông cũng giống như ông Edwin này đó. Con nghĩ không? Đến ngày mà ông cần tư nghiệp ông về đâu, ông cũng đi kiếm chiếc xe, ông xuống thời gian ông cắt cỏ tiếp. Ông nơi về trời đâu có cỏ đâu cắt con. Ở trên trời là đường phố là ngọc thạch kim cương không.